cỏ sậy mọc cao quá đầu người. Nhờ có tấm bảng này, người ta mới biết đây là nơi xây dựng kho dự trữ muối quốc gia. 6 năm trước, công trình là niềm hy vọng của diêm dân tỉnh Bạc Liêu, còn bây giờ nó là nỗi thất vọng. Cái dự án này bỏ hoang quá thì cũng 5-6 năm nay rồi. Thì người dân ta cũng bức xúc, người ta cũng có kiến nghị, người ta cũng họp ra mắt cử tri, người ta cũng có kiến nghị xã, người ta cũng hỏi vậy đó. Nhưng mà dự án thì chưa có thấy làm. Kho dự trữ muối quốc gia được khởi công từ cuối năm 2012 tại xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Công trình có sức chứa 9.000 tấn muối với vốn đầu tư gần 40 tỷ đồng. Do thay đổi nhiệm vụ dự trữ quốc gia nên năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã bàn giao lại dự án này cho Bộ Tài chính và Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Nhưng bàn giao xong, dự án vẫn không được triển khai. Sau nhiều năm, thì tỉnh cũng có đặt vấn đề với Trung ương. Và đặc biệt gần đây thì tỉnh đã có văn bản chính thức để đề nghị Trung ương theo hai hướng. Hoặc là Trung ương tiếp tục đầu tư để cho đáp ứng yêu cầu có cái kho muối dự trữ quốc gia trên địa bàn. Thứ hai là Trung ương không đầu tư nữa thì Trung ương bàn giao cho địa phương. Hơn 12 tỷ đồng bỏ ra xây dựng nền móng công trình để rồi bỏ hoang. Trong khi đó, tỉnh Bạc Liêu rất cần có kho dự trữ chứa hơn 100.000 tấn muối vào mỗi vụ thu hoạch rộ. Gần đây thì chính thức Trung ương đã có ý kiến là dừng cái việc xây dựng và giao cái việc này lại cho địa phương. Nhưng từ khi nhận bàn giao vào năm 2018, tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa khởi động được dự án do thiếu vốn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản đề nghị Tổng cục Dự trữ Nhà nước báo cáo Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ phần vốn còn lại để đầu tư kết thúc dự án.